Và Vinh xin chào các bạn. Tiếp tục liên khúc vỏ Maxxis thì hôm nay chúng ta sẽ nói về một dòng xe, đó chính là Winner và Winner X. Nhìn về kiểu dáng bên ngoài thì hai dòng xe này có vẻ khác nhau, nhưng về kích thước của bánh xe thì hai dòng này tương đồng với nhau nha. Với bánh trước sẽ là 90, 80, 17 và bánh sau sẽ là 120, 70, 17. Thì đối với hai size này thì Maxxis sẽ có giá như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. Đối với size vỏ Maxxis thì ở phần bánh trước chưa có sản xuất size là 90, cho nên chúng ta phải hạ xuống một size bánh dành cho Winner và Winner X, tức là chúng ta có thể sử dụng là 80, 90, 17. Thì đối với size này của Maxxis sẽ có giá là 350.000 đồng. Còn đối với phần bánh sau, họ chỉ sản xuất, Maxxis chỉ sản xuất size lớn nhất là 101 thôi, cho nên chúng ta cũng phải hạ xuống một size, đó chính là 101, 70, 17. Thì đối với size này chúng ta sẽ có giá là 599.000 đồng. Ngoài ra nha, đối với những bạn nào mà chúng ta còn muốn đi size bánh nhỏ hơn nữa thì Maxxis vẫn có một size nữa, đó chính là 170, 17. Thì đối với size này chúng ta sẽ có giá là 545.000 đồng. Wow, tính sơ sơ một cặp vỏ quá đẹp, quá xịn, đi được trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, nhưng giá của nó chỉ rơi vào khoảng chừng 900 tới 950 thôi. Quá hợp lý luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kiểu dáng của gai vỏ nha. Với thiết kế gai vỏ như hiệu ứng của kim cương, với những đường rãnh liên tục cắt xen kẽ nhau, những đường rãnh sâu như thế này sẽ giúp cho việc thoát nước nhanh, bám đường ổn định và phù hợp mọi điều kiện thời tiết. Bên cạnh vỏ Maxxis thì còn có những cái thương hiệu khác nữa, các bạn có thể lên là website là shop2banh.vn, chúng ta có thể xem được nhiều kiểu dáng gai hơn nè, ưu điểm của vỏ xe và giá bán ở trên đó nữa. Hy vọng qua những chia sẻ của mình, các bạn đã có thể tìm được một dòng vỏ ưng ý dành cho chiếc xe của mình. Và địa chỉ của từng chi nhánh để các bạn mua vỏ, mình sẽ bỏ bên dưới phần mô tả, và bên dưới đó còn có cả số điện thoại hotline là 0938820202 để cho các bạn mua hàng online hoặc cần tư vấn gì thêm. Shop có nhận ship code dành cho những anh em ở tỉnh luôn nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.